Kính chào các đồng chí, chào các bạn. Theo thống kê của cơ quan chức năng, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến các vụ va chạm, tai nạn giao thông. Trong đó, lỗi đi không đúng phần đường được đánh giá là một trong những nguyên nhân phổ biến gây ra các vụ tai nạn trong thời gian qua. Trong chương trình An toàn giao thông hôm nay, chúng tôi có phóng sự phản ánh về vấn đề này. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi. Theo quy định hiện hành, phần đường xe chạy là phần của đường bộ được sử dụng cho phương tiện giao thông qua lại. Làn đường là một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường, có bề rộng đủ cho xe chạy an toàn. Nếu trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều, được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường. Người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép. Khi chuyển làn đường, phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn. Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng. Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái. Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng người điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường, làn đường vẫn còn khá phổ biến. Từ đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Đi không đúng phần đường, làn đường là phương tiện này đi vào cái làn đường của một phương tiện khác. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông thì cả tỉnh Trà Vinh trong 9 tháng đầu năm 2021 xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông. Thì trong đó có 10 vụ là nguyên nhân là do đi không đúng phần đường làn đường, chiếm 32% trong tổng số các vụ tai nạn. Nguyên nhân dẫn đến người tham gia giao thông đi không đúng phần đường làn đường, thứ nhất là do ý thức của người tham gia giao thông không chấp hành các quy định về việc sử dụng làn đường, phần đường. Và có một số nguyên nhân sâu xa khác là do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia, không chú ý quan sát, chạy quá tốc độ và tránh vượt sai quy định dẫn đến đi không đúng phần đường làn đường. Đi không đúng phần đường làn đường là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn cho chính mình và những người cùng lưu thông trên đường. Việc đi không đúng phần đường làn đường phần lớn là do sự chủ quan của người điều khiển phương tiện. Như muốn đi nhanh nên chạy vào làn đường dành cho xe khác, tránh vượt không đảm bảo an toàn, gây tai nạn với xe chạy ngược chiều, sử dụng rượu bia dẫn đến không làm chủ tay lái. Trên địa bàn tỉnh ta, thời gian qua đã có nhiều vụ tai nạn chết người có liên quan hành vi này. Chiều ngày 28 tháng 1 năm 2021, sau khi đã sử dụng rượu bia, Thạch Lanh điều khiển xe mô tô lưu thông trên hương lộ 13 theo hướng từ xã Lương Hòa A đi thành phố Trà Vinh để rước mẹ. Khi đi đến địa phận ấp Hòa Lạc C, xã Lương Hòa A, Thạch Lanh không làm chủ tay lái, lấn sang lề đường bên trái và xảy ra va chạm với hai xe mô tô do bà Thạch Thị Dung, 61 tuổi và ông Thạch Nam Giang, 53 tuổi, cùng ngụ ấp Âu Bắp, xã Lương Hòa A, điều khiển theo chiều ngược lại và đi đúng phần đường bên phải theo chiều đi của mình. Va chạm xảy ra làm bà Thạch Thị Dung và ông Thạch Nam Giang bị thương, được người dân địa phương đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên ông Thạch Nam Giang đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Qua kiểm tra, nồng độ cồn đo được trong hơi thở của Thạch Lanh là 1,06mg trên 1 lít khí thở và Lanh không có giấy phép lái xe theo quy định. Kết quả điều tra xác minh, cơ quan công an kết luận nguyên nhân gây ra vụ tai nạn giao thông nêu trên là do Thạch Lanh điều khiển xe mô tô đi không đúng phần đường quy định. Ngày 22 tháng 9 năm 2021, Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên án 3 năm tù giam đối với Thạch Lanh về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trên địa bàn huyện Càng Long, nhờ sự nỗ lực của cảnh sát giao thông cùng các lực lượng liên quan, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện từ đầu năm đến nay được bảo đảm ổn định, tai nạn giao thông được kéo giảm so với cùng kỳ. Trong số các vụ tai nạn xảy ra, có nhiều vụ do lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện, trong đó có lỗi đi không đúng phần đường quy định. Từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn huyện Càng Long, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiếp nhận 5 vụ tai nạn giao thông đường bộ, hậu quả làm chết 5 người và thiệt hại tài sản khoảng 25 triệu đồng. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Càng Long đã điều tra, xác minh, kết luận các vụ tai nạn giao thông nêu trên. Trong 5 vụ tai nạn giao thông, có 2 vụ là lỗi đi không đúng phần đường quy định. Về nguyên nhân là một số nguyên nhân chủ yếu như sau. Một là ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông đường bộ là chấp hành không đúng, không đầy đủ
các quy định của luật giao thông đường bộ. Hai là người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chạy tốc độ cao, không làm chủ tay lái khi đến những đoạn đường cong, đi qua phần đường của các phương tiện lưu thông theo hướng ngược lại, làm dẫn đến tai nạn giao thông. Ba là người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ sử dụng rượu bia, chạy tốc độ cao, không làm chủ tay lái và đi qua phần đường dành cho các phương tiện khác. Đây là hình ảnh hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 27 tháng 5 năm 2021 trên quốc lộ 60, đoạn thuộc ấp Rạch Dừa, xã Đại Phước, huyện Gạc Long, làm một người chết. Cao Phi Dân, 46 tuổi, ngụ ấp Tân Tiến, xã Tân An, huyện Gạc Long, điều khiển xe ô tô tải lưu thông trên quốc lộ 60 theo hướng từ cầu Cổ Chiên đi xã Bình Phú, huyện Gạc Long. Khi đến địa phận nêu trên thì lấn sang lề trái và đụng vào xe mô tô do bà Quỳnh Thị Hiếu, 53 tuổi, ngụ xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Tai nạn xảy ra là bà Hiếu bị chấn thương nặng và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Theo kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Càng Long, nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường thẳng được rải nhựa bằng phẳng, mặt đường rộng 11m, có vạch kẻ đường phân chia hai chiều xe chạy riêng biệt. Cả hai người điều khiển phương tiện đều có giấy phép lái xe. Bà Quỳnh Thị Hiếu đi đúng phần đường quy định nên không có lỗi trong vụ tai nạn. Riêng Cao Phi Dân điều khiển xe ô tô tham gia giao thông đi không đúng phần đường quy định và đã gây ra hậu quả làm chết người. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Càng Long đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Cao Phi Dân về hành vi can tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Qua các vụ tai nạn nêu trên, có thể thấy hậu quả của việc đi không đúng phần đường, làn đường là rất nghiêm trọng. Người điều khiển phương tiện gây tai nạn tùy theo tính chất, mức độ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tại Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, quy định xử phạt đối với hành vi đi không đúng phần đường, làn đường như sau. Đối với xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, người điều khiển có hành vi đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định, làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng theo điểm D khoảng 5 điều 5, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng theo điểm A khoảng 7 điều 5 và tước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng theo điểm C khoảng 11 điều 5. Đối với xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với hành vi đi không đúng phần đường, làn đường quy định, làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều theo điểm G khoảng 3 điều 6. Trường hợp đi không đúng làn đường, phần đường mà gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng theo điểm B khoảng 7, điểm C khoảng 10, điều 6. Để hạn chế tai nạn trong những tháng cuối năm 2021, trong đó là cái đặc biệt là cái lỗi nguyên nhân là do đi không đúng phần đường, làn đường thì người điều khiển phương tiện tham gia giao thông thì cần tìm hiểu, nắm vững và chấp hành nghiêm các quy định về sử dụng phần đường, làn đường. Nghĩa là người điều khiển phương tiện phải đi đúng cái làn đường của quy định của mình. Trên một cái phần đường có chia làm nhiều cái làn đường xe chạy thì người điều khiển phương tiện của loại xe nào phải đi đúng cái làn đường của loại xe đó. Và tuân thủ các quy định về tránh vượt xe khác khi mà điều khiển xe tham gia giao thông. Không phóng nhanh nhìn đường vượt ẩu. Kính thưa các đồng chí và các bạn, chương trình An toàn giao thông đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn vào thứ hai tuần sau. Thân ái, kính chào.